trong sự thất thần của cao thủ Aibakata. Tôi tin rằng hàng triệu cổ động viên Việt Nam cũng đang khóc và hãy cùng sống trong khoảnh khắc quyết định của Văn Thanh. Tuyệt vời. Việt Nam ta thắng, chơi ngông là ba trắng, bản lĩnh 17 bạn vô đây, khỏi có mặt khi dễ chắc nghệ à, ơ hay 11 mình đấu với 11, có cái gì phải sợ chung sức từng người một. Bạn quên đây là nước Việt Nam, lịch sử gọi tên đó là Việt Nam. Việt Nam máu đỏ da vàng, mình nổi trước chắc có lẽ đâu ngang hàng. Thời giờ còn chơi 4-3-3, khác gì như cô tắm gọi bóng bóng bang bang. Thảo nào trình bạn suốt đời cứ ngang ngang, thấy Việt Nam tôi tới là bồi hồi và hoang mang. Đôi chân loạn trạng, mặt thì biến dạng, để cầu thủ tôi tiện đội bóng bằng sang trang. Về nước mấy thằng nhóc được về trước, bỏ tao khoác lát, mấy thằng nhóc ác. Trừ giờ khác nước chắc ước được tới trước, rước 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 nhưng đâu ngờ là về nước. Wow, ai rap mà hay quá, chắc là do cảm xúc U23 làm say quá. Cay quá, đã thế này nên tự hào là đây nhá. Việt Nam, Việt Nam. Nhẹ tay, Việt Nam, nhẹ tay, Việt Nam, nhẹ tay, Việt Nam, Việt Nam, nhẹ tay, nhẹ tay, nhẹ tay để đi trước, các nước Nam Á các bước mà theo sau, chấp luôn bản trăm thước. Tiến một bước xem như là khởi đầu, chẳng việc gì phải tự tôn và kiêu ngạo, tinh thần thép cơ chi mà kêu gào. Đứng ở đó xem trận cầu đỉnh cao, không so quá tỉnh đang tìm cách mà nhìn sao. Mơ đi mấy cậu, cho thêm mấy dậu, đi thêm một cơ là thua nha mấy cậu. Khi mà Tiến Dũng đỡ một lúc thấy trái phạt, cả cái châu Á phải trầm trồ và bái phục. Còn nói Xuân Trường đừng có khinh thường, trường mà truyền một cái thì xây cũng banh tường. Hè Đức Chinh phía trên như máy sấy, hỗ trợ phía sau có Văn Đức bằng tay máy. Ngắn gọn xúc tích là yêu nước, bản sắc người Việt Nam như vậy là vừa đủ. Quang Hải Văn Thanh là người hùng, thắng hay thua cũng được, miễn về nước là người mừng. Còn bài chủ chốt là Hồng Duy, giao lao này hơi bén nhắc mấy đội đề phòng khi. Đỡ đi đỡ đi đỡ đi, có quá nhiều miếng đánh thấy cũng tội thôi bỏ đi. Quên mất thằng gì sân ga bó, thằng gì sân ga bó. Quên mất thằng gì sân ga bó, thằng gì sân ga bó. Quên mất thằng lồn sân ga bó, thằng gì sân ga bó. Quên mất thằng gì sân ga bó ta. Thằng trong trại Singapore, đâu mẹ nó ăn cơm hay ăn cất, nó nói là tao tức uất ức chẳng ngủ gì. Hên là Việt Nam tao đi tiếp, chứ không thôi tao hứa đập cái mỏ như cũ bì. Sinh ra trước ngày buồn có âm đạo, nên cái mặt nó hãm đéo khác nào là âm đạo. Mỏ mày kéo giãn như sợi dây, cũng cho mày nhãn khối chúng từ tiền để đợi mày. Việt Nam, Việt